Drop it. Xin chào các bác đến kênh YouTube Tôi Yêu Giáp Bán nha. Thì hôm nay là em vừa đi làm về đây. Hôm qua là ở đây vườn rau nhà em, chỗ khu em nó mới mưa. Thì hôm nay là em ra em thu hoạch bí cho các bác xem này. Rồi em soi cho các bác là cây bí em mới trồng cách đây 3 tuần. Đây. Cây bí là em mới trồng cách đây 3 tuần, bí Nhật nhá. Đó, bây giờ là có 3 quả to rồi. Đây em soi cho các bác xem. 3 quả to một cây. Đây. Đấy. Đây các bác nhìn này. Đấy. Ở bên này là có một quả, bây giờ là em sẽ đi cắt nó thu hoạch về. Còn đây là mồng tơi của em đây. Đấy. Mồng tơi của em sau trận mưa là nó cũng lên được khứ khớ. Đấy. Đấy, bông tơi đây nên tốt đây, rau muống đây, rau muống là được này, cũng thấy đẻ nhánh tốt rồi đấy, cao nghếu này đấy. Đây tía tô đây, tía tô cô em gái cho bây giờ trồng lên này. Rau mùi tàu gieo mãi mà không thấy lên đấy, chỗ này chỗ đất này là gieo mùi tàu đây. Bây giờ này em sẽ lấy đồ đi kỳ thu hoạch này, kéo trong này. Đấy, kéo của em ở trong này. Đồ đạc của em đây. Quả xong rồi em đi tưới nước. Đấy, húng này. Húng thoải mái đi các bác nhìn này. Đấy. Húng đấy, khu này là trước đây họ trồng họ vứt ra thì nó mọc đầy đây. Thoải mái ăn. Bây giờ là em đi thu hoạch đây. Bí bí bí. Đây dưa chuột của em này cũng nên ác phết này. Em soi cho các bác xem dưa chuột này. Đấy, ngoài này quả nhiều phết này. Đấy. Đấy, quả này, các bác nhìn này, đang to. Đấy, quả này to này. Đó. Cà chua này. Cà chua chuẩn bị lên giàn này. Đấy. Đấy, cà chua lên giàn đến nơi. Dưa hấu đang nan này, dưa hấu đang đẻ nhanh nhé. Đấy, bên này thu hoạch được 2 quả. Bên kia thu hoạch được 3 quả là 5 quả. Bây giờ các bác này em thu hoạch đây, mấy cây lá to này. Thu hoạch được xem này, để em coi xem thu hoạch được ở bên này là đây các bác này, nhìn này một quả to này để em đặt đây đấy, ngoài siêu thị là nó bán ăn được rồi. Hai quả đấy, to như quả dưa chuột đây. Quả này nó cằn nó chọc xuống đây. Cây này là được 3 quả. Đấy, quả này là hơi nhỏ tí này, nó cắm xuống đất. Cây này chắc là được mấy quả xem nào. Cây này chắc là được 2 quả. Cây này có mấy quả nhưng nó nhỏ. Đấy. Thu hoạch 4 quả các bạn. Đây. 4 quả của em đây. Đấy. Thu hoạch đây. Cắt mấy cái cọng dài đi. Bây giờ này em đi về đây. Đây các bác nhìn đây, thu hoạch 4 quả của em đây. Bây giờ là em đi về. Em dừng video tại đây. Cảm ơn các bác trong thời gian vừa qua đã theo dõi kênh YouTube Tôi Yêu Giáp Bán của em. Hẹn các bác ở video tiếp theo. Bye bye.